Đây là một kỹ thuật không thể thiếu được cho các huấn luyện viên yoga khi mà chúng ta sẽ đứng lớp giảng dạy và hướng dẫn cho các huấn luyện viên của mình. Và Na đã chia sẻ cái kỹ thuật này cho rất nhiều các huấn luyện viên và đã áp dụng thành công. Đó chính là cái kỹ năng phân tích các tư thế yoga một cách chuyên nghiệp. Na biết được rằng là khi mà nói đến việc là phân tích các tư thế yoga thì nhiều huấn luyện viên sẽ thấy rằng là ồ, cái này là cái mà họ đã được biết từ lâu rồi và chỉ cần nói cho học viên họ tập các tư thế mà thôi. Thế nhưng tuy nhiên, nếu như chúng ta có những cái nghệ thuật phân tích một cách chuyên nghiệp thì sẽ giúp cho học viên của chúng ta dễ tập cái tư thế đấy. Na thấy rằng có rất nhiều huấn luyện viên khi mà phân tích các tư thế cho học viên thì học viên rất là bị rối. Tức là sau khi chúng ta phân tích xong thì học viên họ không có làm được và cô giáo thì sẽ phải thị phạm động tác đấy hoặc là phải đến cạnh học viên để sửa lỗi cho động tác đấy, sửa chữa động tác đấy cho học viên. Thì cái đó không phải là do học viên của chúng ta họ không có kỹ năng vận động, mà đó là do cái cách phân tích của chúng ta nó quá trừu tượng, nó khó, và cái ngắt nghỉ, cái khẩu lệnh hô của chúng ta nó khó hình để cho học viên có thể hình dung được. Chính vì thế nên là khi phân tích một tư thế yoga thì ở đây Na sẽ chia ra thành từng bước và chúng ta sẽ phân tích theo từng bước, và nó mới giúp cho học viên của chúng ta họ dễ hình dung động tác và dễ thực hiện. Và bây giờ thì Na sẽ bật mí cho các bạn cái cách phân tích tư thế yoga này nhé. Giống như là trong thể thao chuyên nghiệp thì khi muốn hô khẩu lệnh của một cái hoạt động gì đấy thì chúng ta thường rõ ràng khẩu lệnh đúng không nào? Đó là chuẩn bị, sẵn sàng, rồi bắt đầu, kết thúc, rất là rõ ràng. Chính vì thế nên trong các môn thể thao khác thì họ rất dễ để có thể tập được theo cái khẩu lệnh của huấn luyện viên. Thế thì ở trong yoga chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Ở đây thì Na sẽ chia cái phần hô khẩu lệnh tư thế yoga ra làm 5 bước. Thì ở đây sẽ là bước đầu tiên là bước số 1. À không, Na sẽ đưa bước đầu tiên là bước số 0. Bước số 0 ở đây đó chính là bước đọc tên tư thế yoga. Có nhiều huấn luyện viên khi mà phân tích các bài tập yoga, phân tích các tư thế yoga thì hầu như là không có đọc tên tư thế. Và vì không đọc tên tư thế nên học viên của chúng ta họ không thể nhớ được, không thể hình dung ra được cái tư thế đấy. Nếu như hàng ngày chúng ta thường xuyên đọc tên tư thế thì sẽ giúp cho học viên của chúng ta họ nhớ được cái tư thế đấy. Thì ở những cái buổi dạy sau chúng ta chỉ cần nói đến tư thế con mèo, tư thế con chó là học viên họ đã hình dung ra tư thế đấy trong đầu rồi, và từ đó cũng sẽ giúp cho họ dễ làm được cái động tác đấy hơn. Thì đây là bước số 0, bước đọc tên tư thế nha. Tiếp theo vào bước số 1. Bước số 1 chúng ta sẽ phân tích cái trạng thái khởi động. Phân tích trạng thái chuẩn bị. Phân tích trạng thái chuẩn bị. Trạng thái chuẩn bị ở đây là ví dụ như nếu như chúng ta muốn tập tư thế con rắn thì trạng thái chuẩn bị của tư thế con rắn là gì? Thì chúng ta sẽ phân tích là tư thế con rắn chuẩn bị nằm sấp trên thảm, hai chân duỗi thẳng, hai bàn chân song song mở rộng bằng hông, hai tay chống ngang phần lườn của mình, áp sát khuỷu tay vào lườn, trán chạm thảm. Thì đó là tư thế chuẩn bị của tư thế con rắn, có phải không nào? Thì khi chúng ta cũng đưa cái phần chuẩn bị này vào trong cái lời hô của mình một cách rõ ràng, mạch lạc. Và sau khi mình quan sát cả lớp và thấy rằng là học viên của chúng ta họ đã ở trong cái tư thế chuẩn bị đúng rồi, thì lúc này chúng ta mới tiếp tục hô đến phần tiếp theo, đó chính là thực hiện. Hít một hơi thật sâu, rồi sau đó thì như thế nào để có thể lên được tư thế con rắn thì chúng ta sẽ phân tích. Ví dụ, hít một hơi thật sâu, từ từ đẩy nâng vai, nâng ngực, đẩy căng hết cỡ lồng ngực về phía trước và nâng lên ở tư thế con rắn, thở ra, giữ tư thế ở đây. Thì đấy là cái cách thực hiện. Thì đấy là cái ở bước số 2 là chúng ta sẽ phân tích cách thực hiện tư thế. Khi chúng ta phân tích cách thực hiện tư thế thì chúng ta sẽ chỉ phân tích cái cách để là vào được tư thế thôi. Chứ không, ở trong cái phần này chúng ta sẽ không có sửa lỗi, chúng ta cũng không nói cái điều gì nhiều quá cả. Chúng ta chỉ nói cách để vào được tư thế, để cho học viên của mình họ có thể thực hiện được cái tư thế này một cách dễ dàng và nhanh nhất. Nên là nhiều huấn luyện viên là mình sẽ nói liền luôn, vừa thực hiện rồi sau đó thì lại hít sâu, nâng lên, đẩy căng lồng ngực tư thế con rắn, điểm kiểm kiểu ngực đẩy về phía trước, vai kéo thấp hạ vai xuống, không cho vai xô lên, không rụt cổ, khuỷu tay khép chặt
đặt vào lườn, tức là chúng ta nói rất là liên hoàn, nói rất là nhiều, thì cái đó sẽ làm cho học viên của chúng ta họ bị rối. Nên là ở bước số 2 này thì Na khuyến khích là chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc đó là nói cái cách để thực hiện thôi. Đó là ví dụ tư thế con rắn thì chỉ là hít sâu, đẩy lồng ngực, nâng vai lên tư thế con rắn, để cho họ vào được cái hình thái của tư thế ở cái mức độ cơ bản đã. Và sau khi chúng ta quan sát lớp của mình đã làm được hết bước số 2 này rồi thì chúng ta mới nói tiếp đến bước số 3. Bước số 3 đó chính là phân tích cái lỗi sai của tư thế, phân tích định tuyến của tư thế và phân tích những cái cách hỗ trợ của tư thế này. Ví dụ như ở trong tư thế con rắn vừa rồi thì chúng ta sẽ phân tích cái lỗi sai ở đây là sau khi họ lên tư thế xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục phân tích, đó là tập trung đẩy nhiều lồng ngực về phía trước này, không có xô vai rụt cổ này, rồi là kiểm soát khuỷu tay của mình này, khép chặt khuỷu tay vào sát thân lườn này. Đấy, thì để đó là những cái lỗi sai, những cái phần sâu hơn của tư thế thì lúc này chúng ta sẽ phân tích ở bước số 3. Hoặc là phân tích cái bổ trợ, ví dụ như là nếu ai cảm thấy căng hơn, cảm thấy bị căng tức nhiều thì có thể trùng sâu khuỷu tay xuống. Hoặc là ở trong tư thế nào đó mà cần đến dụng cụ bổ trợ thì lúc này chúng ta sẽ nói rằng là nếu mà cảm thấy căng nhiều thì có thể sử dụng kết hợp thêm với gạch, kết hợp thêm với dây, cái gì đó. Thì chúng ta sẽ đưa vào cái bước số 3 này nha. Nhắc lại này, bước số 3 đó chính là bước phân tích cái lỗi sai của tư thế và các cái sự hỗ trợ, bổ trợ để học viên có thể làm cái tư thế này một cách dễ hơn. Rồi sau đó hết bước số 3 rồi chúng ta sẽ đến bước số 4. Nếu còn thời gian để phân tích tư thế thì lúc này chúng ta sẽ phân tích đến bước số 4. Bước số 4 đó chính là hãy nói về cảm nhận của tư thế này, nói về cái tác dụng của tư thế này. Ví dụ ở trong tư thế con rắn, cảm nhận tư thế đó là chúng ta sẽ cảm thấy phần cột sống của chúng ta đang được kéo giãn này. Cảm thấy phần cơ bụng của chúng ta đang được kéo giãn một cách nhẹ nhàng, cảm thấy hơi hơi căng tức mỏi nhẹ vào cái khuỷu tay và cánh tay. Đấy là ví dụ ở tư thế con rắn. Thì chúng ta sẽ nói cái cảm nhận này cho học viên để họ cũng có thể tập trung cái suy nghĩ của họ vào cái vị trí cơ mà đang được tập luyện trong cái tư thế này. Thì đấy chính là bước số 4. Hoặc là chúng ta sẽ nói tác dụng của tư thế, đó là cảm thấy cái phần cột sống của chúng ta đang được kéo giãn nhẹ nhàng, thì tư thế con rắn sẽ giúp cho phần cột sống chúng ta trở nên mềm mại và linh hoạt hơn, giảm đau vùng thắt lưng cho học viên tốt hơn. Thì cái phần này chúng ta sẽ nói vào bước số 4 nha. Cuối cùng là bước số 5. Sau khi thực hiện tư thế xong rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải thoát thế. Và bước số 5 này là bước phân tích cách thoát thế. Chứ không phải là nhiều học viên, nhiều huấn luyện viên sẽ chỉ có hô cho học viên rằng là kết thúc hoặc là dừng. Đấy. Thế nhưng nếu mà như vậy thì học viên sẽ hơi bối rối, nên chúng ta sẽ phải hô cách thoát thế một cách rõ ràng, đó là hít vào, từ từ hạ thân xuống, trở về lại trạng thái chuẩn bị, hoặc là trở lại trạng thái ban đầu. Đấy là một ví dụ. Nghĩa là ở bước 5 này thì chúng ta sẽ phân tích một cách chi tiết cái cách để có thể thoát tư thế đấy một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Thì vừa rồi là Na đã chia sẻ cho các huấn luyện viên các bạn 5 bước cộng 1, đó là bước số 0 ý, 5 bước cộng 1 các cái quy trình để chúng ta có thể phân tích một tư thế yoga cho học viên một cách chuyên nghiệp nhất, giúp cho học viên dễ dàng tập luyện nhất. Và để mà có thể phân tích được một cái cách đầy đủ chi tiết như vậy thì Na khuyến khích là nếu như các bạn là huấn luyện viên, đặc biệt là huấn luyện viên mà cái kinh nghiệm của mình chưa có đủ nhiều, thì chúng ta nên dành thời gian để viết cái dàn ý ra. Tức là chúng ta sẽ gạch ý đủ 5 bước này ra và sau đó thì cứ áp dụng nó vào với từng tư thế một. Nghĩa là chúng ta sẽ làm cho mình một cái quyển sổ tay ý, và với mỗi một tư thế thì mình sẽ viết đủ 5 bước như vậy, cứ lần lượt như vậy, thì để cho chúng ta tạo thành một cái thói quen và cái vốn từ của chúng ta nó cũng đa dạng và phong phú hơn. Thì sau đó khi mà chúng ta quay trở lại với cái bài dạy của mình thì lúc này chúng ta sẽ phân tích nó một cách hiệu quả hơn và chuyên nghiệp hơn. Hy vọng rằng với những cái chia sẻ vừa rồi của Na, cái kinh nghiệm của Na đã tích lũy trong suốt 10 năm, hơn 10 năm giảng dạy yoga của mình, thì sẽ giúp cho các huấn luyện viên có được cái kỹ năng tốt hơn, có được cái gọi là một cái bí kíp tốt hơn để chúng ta có những cái bài dạy tuyệt vời nhá. Và trong quá trình làm huấn luyện viên yoga thì nếu như mà các bạn có cái điều gì đấy khó khăn và mong muốn được Na chia sẻ những kinh nghiệm của mình thì hãy comment xuống dưới video này nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.